Xin chào bà con cô bác thân thương đã đến với kênh của Trần Thanh Trương. Hôm nay là Chủ nhật. Kính chúc quý vị khán giả có một ngày cuối tuần an lành, nhiều niềm vui bên gia đình của người thân. Hiện tại thì Thanh Trương đang có mặt tại hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Hôm nay là cái đêm mà sẽ diễn ra lô tô và ngày hội ẩm thực nha bà con cô bác. Đó thì đã có rất nhiều bà con cô bác đã đến rồi nha. Rồi, chúng ta hôm nay sẽ cùng khám phá coi. Nói là ẩm thực thì cho nó chuyên nghiệp, nhưng mà thực ra là gọi là ăn uống vui vẻ thôi. Rồi bà con cô bác đến đông quá. Cảm ơn đi trà sữa. Ở bên bển nó coi nó hoài luôn. Dạ. Coi nó liền luôn á. Ca đại gia đình. Đây hôm nay là có chị Ngọc, Út Thơ với lại Nguyệt cũng như là bà con cô bác hàng xóm với lại mọi người đang chuẩn bị nấu. Rồi. 15 cây số. Dạ. Ở Bình Lợi ạ. Lợi. Lợi. Quý vị khán giả, những chiếc bánh xèo đầu tiên đã đổ rồi. Đây là có thịt, có tôm, có bánh xèo, có cổ hủ dừa, đó và thịt bằm. Đó nhìn. Dạ. Chào ngồi trước. 15 cây này mình xuống thưởng thức bánh xèo thơm ngon. Dạ. Dạ vâng. Dạ. Đây còn có cả nem nướng nha bà con cô bác. Ôi chị Nguyệt trong không mang khô mực qua nướng chị Nguyệt. Này nha. Quý vị khán giả thấy thơm ngon chưa? Đó. Nó kêu không đi à. Không đâu rồi. Ngoài ra thì ở đây thì sẽ có rau và bún nha quý vị ha nhá, cả nước chấm nữa. À, còn cô bác là quý nên là dù đường xá xa xôi nhưng vẫn đến để ủng hộ nha bà con cô bác. Ở đây thì có mít nha, nhưng mà chắc quay lên thì hôm nay thì chắc cũng sẽ hết luôn đó quý vị khán giả, vì hôm nay là đêm lô tô mà. Đây mít ruột đỏ. Đây. Đó, ngày hội ẩm thực này cái gì cũng có nha quý vị khán giả. Rồi, có cái bánh trung thu của ai đây? Thanh Trương phải quay kỹ cái bánh trung thu của ai nha quý vị khán giả. À, Trần Thanh Trương à. 0909 455295 nha quý vị khán giả. Chúc bà con, đây là hai hộp bánh trung thu của Thanh Trương đang để đây nha quý vị khán giả. Đó. Nói chung là Thanh Trương sẽ có 4 hộp. Thì ở đây thì Thanh Trương chỉ có 2 hộp đây thôi. Đây là hộp dành cho 200g và 250g. Hộp trẻ thơ nhìn. Còn đây là sẽ là hộp dành 300g nha quý vị khán giả. 3 trứng. Còn đây sẽ là 2 trứng. Thì trong cái hộp này là sẽ có trà. Có trà thảo mộc nha bà con cô bác. 4 bánh với trà thảo mộc. Đó. Còn 2 hộp VIP thì để bữa sau Thanh Trương quay nha quý vị khán giả. Đó. Nói chung là Thanh Trương cũng sao em. Thanh Trương cũng phải bỏ tiền để thuê cái gian hàng đây đó bà con cô bác. Dạ, đó là bánh tráng đó quý vị khán giả. Đi mà đi dầm đi đứng nó mà ngó. Ngơ người luôn. Không, con đang tính coi lấy hai thùng nào nữa nè. Một thùng rồi. Thùng ngoài á, thùng nằm ngoài á. Thùng vách á. Trời ơi, con đang nhảy số mà má cái yên tâm. Cậu Tư. Dạ chào mừng cậu Tư đến với gian hàng ẩm thực ạ. Quá trời của đất. À. Mấy này nó khác nhau cái gì? Dạ. Ý là cái hộp nó hai có hai loại nha. À? Có 4 loại á, nhưng mà em mang hai hộp xuống anh Khương, nhờ anh Khương quay ạ. Thì đang để thuê tạm gian hàng thôi. Trong ơi, lát hồi nhớ thu tiền bãi nha. Để thu bãi. Nãy Khương nó nói rồi, đi lát anh sợ
Đây, bà ngoại để kia tí đi hình ảnh thôi mà bà ngoại. Đó mình vô phải là nhìn ra hàng của mình nó đông nó ấm cúng. Đó, nó màu sắc luôn đó quý vị khán giả. Thì hai ổ VIP VIP nhỏ VIP lớn thì Thành Trương sẽ đăng lên sau quay sau nha bà con cô bác. Bà con cô bác mà muốn đặt bánh trung thu thì cứ gọi điện vào số điện thoại hoặc là Zalo là 0909455295 ạ. Đó. Dạ ơi, cái chòi bên kia chị. Cái chòi bên kia. Dạ vâng. Cái chòi. Ở dưới 4 người á chị. Đây. Đó. Chị sẽ phục vụ tận nơi nha bà con cô bác. Ôi nhìn cái mâm đẹp quá. Chị ruột em quay cái mâm xíu nha bà con cô bác. Đó, chủ nhật hàng tuần nha bà con cô bác ơi. Đó, bánh xèo miền Tây. Thực sự Danh Chương ở trên Sài Gòn cũng kiếm chỗ ăn mà cũng khó lắm quý vị khán giả. Đó, nhìn đẹp mắt cho bà con cô bác. Rồi, ở trong đây là... Ủa ai đấy? Ủa anh Thanh. Trời đất ơi, lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi mới thấy anh. Anh khỏe chưa anh? Ở đây cái nào. Rồi, năm nay má bánh trung thu anh Thanh. Nhà bữa đâu anh cho em để chị em xuống nhà anh thưởng thức bánh rồi cho em xin ý kiến nha anh Thanh. Trời ơi, nay thấy anh khỏe vậy là cũng vui rồi. Ủa, nay có sáng tác được bài nào mới không anh? Này dài hả? Đây là được rồi. Thằng sức khỏe dạo này vẫn ổn như anh. Cũng ổn rồi. Dạ lâu lắm mới gặp anh Thạnh nha bà con cô bác. Thấy sức khỏe ổn là vui rồi. Lại còn sáng tác thêm nhiều bài mới nữa thì hy vọng là bà con cô bác mình sẽ dành thời gian để nghe ha. Dạ cảm ơn anh Thạnh nhiều. Đó, quay anh Thạnh chơi sơ này thôi đó. Nhưng mà ủa anh có thích ăn bánh trung thu không anh Thạnh? Cũng có gần tới mùa nay mùa gần tới mùa bánh trung thu. À đúng rồi, bánh trung thu của bên em thì nó giảm ngọt lắm, nó ăn nó ngon lắm. Em thấy bữa giờ là em cũng đi giao thử vài hộp cho những cái mối mà trước đây bà con cô bác ủng hộ em rồi thì thấy ăn cũng ngon lắm, thì hy vọng là anh cũng sẽ thấy ngon nha. Để bữa sau, hôm nay em chỉ có mang 2 hộp thôi tại em không biết anh ở đây nha. Vậy mai đi ha, mai em qua anh nha anh Thành. Rồi nhớ nha. Rồi mai em xuống anh nha. Rồi. Ủa mà anh thích ăn nhất là vị gì để em biết với. Thập cẩm trứng muối. À thập cẩm trứng muối hả? Mấy cái hạt đó. À mấy cái hạt bí hả? Hạt lạc xưởng rồi đúng không? Đúng rồi. Dạ rồi được rồi, ok em nhớ nha. Rồi mai gặp anh nha anh Thành. Đó. Hội chị em đang bàn những kịch bản cũng như là những cái nội dung cho hội quán ngôi sao miệt vườn cũng như là các chương trình sắp tới. Nói chung là công tác đang rất là bận rộn. Ôi, chị Mai đẹp quá ta, chị Mai hôm nay mặc áo hồng xinh xắn à. Áo hồng mà đi với vest ba hồng với nón bảo hiểm hồng ấy, thì tuyệt vời. Vision quên. À đó đây. Đang họp à các chị? Đang họp bà con cô bác thôi, đang họp để phổ biến các buổi livestream bán hàng cho sản phẩm trung thu với lại các nội dung sắp tới. Dạ. Đó, hy vọng là bà con cô bác sẽ ủng hộ các sản phẩm của sản phẩm trung thu, tinh dầu răng miệng với lại là phủ bạc hai ông xuôi nhiều chút xíu. Trải qua cái buổi livestream hôm qua thì nói chung là bà con cô bác cũng ủng hộ nhiều lắm, cho nên là mình phải nghĩ cái gì mới mẻ để hấp dẫn trong các buổi live sau. Với bà con có góp ý gì cho các buổi live trước, các buổi live trước thì góp ý bình luận trên kênh của Thanh Chương nha, để tụi em hoàn thiện thêm. Dạ. Dạ, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Dạ, cảm ơn bài phát biểu của chị Mai ạ. À. Đây, nói chung là mình không làm phiền hội chị em nữa nha bà con cô bác. Đó thì bây giờ là Thanh Trương nha. Nói chung thì Thanh Trương thì không biết hát lô tô bà con cô bác, nên là mong bà con cô bác thông cảm. Chứ mình thì mình làm cái gì mà việc của mình mà mạnh nhất thì mình mới làm thôi, chứ thực ra thì
Thanh Chương cũng muốn lên đây để góp vui với bà con cô bác lắm, nhưng mà cũng không không biết hát thực sự bà con cô bác. Đây, hôm nay là các phần quà của bên chỗ bánh tráng Tân Nhiên này, rồi hôm nay lại có thêm sản phẩm mới là bên bánh chuối nữa, rồi mỹ phẩm 4D trang sức kim cương thủy kim khiết đó quý vị khán giả, bên chỗ chị Thùy á đó. Đó, tối nay mong bà con cô bác mình sẽ đến đón xem nha. À. Đây quý vị khán giả. Số gì đây con, số gì đây con, số gì đây? À, quý vị khán giả ơi, thì ở kia thì sẽ có ẩm thực. Còn giống như Thanh Trương đã giới thiệu thì những cái chòi đã lên đây rồi. Tuy là cái góc này á quý vị khán giả trống, nhưng mà ở đây cũng là một cái gian hàng rất là dễ thương nha bà con cô bác. Để xin mời bà con cô bác mình vào gian hàng ạ. Đây trang trí rất là đẹp quý vị khán giả, rất là trung thu. À trời ơi, hồi quán ngôi sao miệt vườn. Mình làm cái chỗ mà chụp ảnh trung thu luôn này bà con cô bác. Ôi, xin, ôi, chào bà, còn chào xí muội. Dạ. Ủa, xí muội đang làm gì đây, xí muội? Dạ, con bếp bánh. Ủa, đi 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 về đây cho nó gần. Ủa, xí muội bán bánh hả? Dạ. Trời đất ơi, mới tí tuổi mà đã kinh doanh như thế này rồi là con là thuộc dạng là có nhìn xa trông rộng á, kiếm tiền phụ cha mẹ đúng không? Yeah. Con là cái bánh này bán sao con? Dạ đây là hộp bánh trung thu đúng không? Trời đất ơi, nói chung là nhỏ mà đã có kiểu như chiến thuật kinh doanh á quý vị khán giả, với lại có cái khát vọng kinh doanh như vậy là thực sự là mình phải cho bé một tràng vỗ tay rất là lớn. Còn đây là bé trà sữa. Ủa bé trà sữa có bán bánh trung thu không? À, con đang ở đây cho bán bánh trung thu với lại chị không, chị không, đang đợi mua bánh. Đang đợi mua bánh hả? Đang đợi lấy bánh. À, lấy bánh à, trời đất ơi. Các con như vậy là chú mừng lắm các con ơi. Gì trời, cho con cái bánh. Đây quý vị, đây đang đây, những hộp bánh quý vị khán giả. Bánh này thì bánh đúng rồi, bánh này là 200g với 250g này. Đó, còn hộp bánh này là 300g đúng không con? Trời, đúng không? Chú có tìm hiểu trước rồi. Thầy Dĩnh đang phụ chị xí muội bán bánh này quý vị khán giả. Đây quý vị khán giả ơi, đó, khu vườn đã được chăm sóc một cách rất là kỹ càng và rất là tốt. Cho nên là hầu hết các cây ở đây là đều ra trái. Đây cả tím nha bà con cô bác. Còn đây là ớt này, quý vị khán giả ơi. Đó. Quý vị khán giả mà ăn mà thiếu ớt thì mình có thể ra đây nha. Dạ, nhưng mà nói vui giật một hai trái cho nó vui thôi chứ đừng có phá dẫm cũng tội lắm quý vị khán giả. Đây là những trái bầu mà bữa giờ là được bà con cô bác là rất là khen, là bởi vì là nó rất đẹp. Đây những trái bầu hồ lô rất đẹp, và đây bên đây là những trái cóc nha bà con cô bác. Đó, mấy cái này thì mình để trưng cho nó đẹp thôi nha, chứ mình cũng đừng có hái ăn nha quý vị khán giả. Đó, đẹp không quý vị khán giả ơi. Đó, những cái chòi Thanh Trương thấy là những cái chòi lên đây là thực sự là quá là hợp lý luôn. Đó, nó quá đẹp luôn bà con cô bác. Đây Thanh Trương thử vô đây. Đây quay các cô, đây là chòi sao bánh nha bà con cô bác. Đấy, dạ con chào các cô. Dạ chào anh, chào chị. Chào các chị. Dạ. Dạ ơi, xin giới thiệu với mọi người, đây là các cô ca sĩ miệt vườn. Dạ, ngôi sao miệt vườn đó cô. Ngôi sao miệt vườn. Dạ. Anh Trương yêu dấu của cô. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Thương lắm nha. Dạ, con cảm ơn cô. Dễ thương mà ai cũng ái mộ hết trơn mấy ai. Dạ. Xin giới thiệu với mọi người, đây là cô Mỹ Kim. Dạ, cô Mỹ Kim ở đâu đến đây cô? Ở thành phố Hồ Chí Minh. À, thành phố Hồ Chí Minh. Dương 30 năm không ngủ. Dạ. 30 năm không ngủ đó. 30 năm không ngủ hả? Ờ, cô Minh Kim 30 năm không ngủ. Ủa vậy hả cô? Có lên trọng lại Bình Dương đó. Trọng Dương. Ủa vậy á? Kim là cái này nè. Ủa vậy thì để con coi, tại con cũng chưa biết hả cô? Dạ. Coi, mở coi YouTube á. Cô không ngủ thiệt hả cô? 30 năm đâu có ngủ được đâu. Đó, thằng Phú độc lạ Bình Dương nó lên chương trình đó. YouTube dạ. Quá trời.
Trời ơi. Ủa, như... còn cô là cô Như Ngọc. Cô Như Ngọc, cô Mỹ Kim, mình đây là chị Lan. Cô Ngọc Lan. À cô Ngọc Lan. Ca Ngọc... sĩ luôn đó con. Ủa ca sĩ luôn hả? Dạ hy vọng là được thấy các cô với các chị lên đây hát biểu diễn cho bà con cô bác mình xem luôn. Nhưng mà phải có con nha. Dạ con hả? Dạ dạ con cảm ơn cô. Ủa bánh xèo có ngon không ạ? Ngon lắm, bánh xèo bây giờ cứ vừa làm quá ngon tuyệt vời. Dạ. Ngon quá. Mắm ngon à cô Mỹ Kim. Dạ. Đồ chay cô ăn chay. Ngon tuyệt vời. Dạ hôm nay là có bún chay được đơn là có bún chay rồi nha bà con cô bác. Cô đi là tối nay cô đỡ nó về phải đỡ bị đau bao tử. Cô nhịn đói cô ăn chay. Dạ. Nhưng mà cái này ngon quá. Cảm ơn con nha. Dạ. Cưng. Dạ con cảm ơn cô. Vui lắm. Dạ. Rồi con tối nay chưa hát được chưa? Dạ con thì con hát nhạc trẻ ông Hà nó không phù hợp không, ở đây nhưng mà có cái là nếu mà có kêu lô tô con cũng lên hoặc gà cái cho cô dạ. Clip lên coi ví dụ con hát con mong biết hát nhưng mà con hát như vậy có được không các cô nha, các cô thì chấm rồi nè, ví dụ như là con số 3 đi ha. Ngôi sao miệt vườn vui lắm người ơi, nào mình cùng chơi tham gia giải trí, cuộc chơi hết ý vui quá ta cười ha ha con số 3. Được không cô? Đọc đã đợi cái đội thấy mồi. Dạ dạ cứ cười ha ha là con số 3 rồi. Dạ. Dạ ơi con chúc gia đình mình ngon miệng nha. Cảm ơn con nha. Dạ. Rồi đó cảm ơn gia đình. Dạ chào chị. Ai cái khán giả. Đó, các bé đang chơi bầu dễ thương quá trời. Đó, xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những clip tiếp theo. Mong bà con cô bác mình đến với hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn nha. Rồi, thứ hai, thứ tư là hát karaoke. Đó, thứ ba, thứ năm là mình sẽ hát giao lưu với nhau. Còn thứ bảy là có đêm nhạc thường niên. Chủ nhật là sẽ có hát lô tô. Đó, hy vọng là sẽ gặp bà con cô bác trong thời gian gần nhất. Và chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn sẽ phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 18 tháng 8 là tức là tháng này đó quý vị khán giả, là cỡ khoảng 9-10 ngày nữa nha. Mong bà con cô bác đón xem và ủng hộ cho Thanh Trương cũng như là Ngôi Sao Miệt Vườn ạ. Dạ xin chào và hẹn gặp lại mọi người.